Hello, chào các bạn đã đến với kênh của Phoebe. Và mình là Phoebe đây, ta-da. Và các bạn thấy mình có gì lạ không? Đó, các bạn nhìn qua thử đi. Đó. Gì đâu? Ồ, đó, mình mới thay kim đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, đỏ đỏ cho em nhỏ đi. Đó, có cây thông nữa đó, có cây thông mình vẽ vô bụng nữa đó. Đó, nếu các bạn thấy thích cái kim mới của mình, hãy cho mình một like nha. Đó, nhấn like bên dưới nha. Và hôm nay kìm bắt trước quá. À, hôm nay mình ôi Hero có kim bây giờ hình như là có tự đọc là nó giống với lại fan rồi mà thích đồ đỏ. Hôm nay mình sẽ quay clip với anh Hero ha. Quay clip với anh Hero và các bạn biết hôm nay mình sẽ quay clip gì không? Đó, các bạn thấy ở sau lưng phía sau lưng của mình có gì đó. Đó, có tình lọc. Đây, không phải không, tiền lọc chỉ là phụ quà thôi. Cái chính á là cây lớn phải không? Ừ, cái cây đó. Thông Noel á đó. Đây đây, mình sẽ lợi gần cho mọi người. Đó, cái thông Noel này nó tự sáng mà nó sáng mấy cái đèn này lên. Ủa, tới trên cao luôn á. Nó sáng từng cái lần lượt nè. Ừ, đó, vậy nó hay. Đó, sao làm hay vậy? Ừ, rồi giờ mới để ý, mới đầu không ý. Thì bây giờ chỉ cho các bạn nè. Đó, chí hết rồi đó. Đẹp không? Quá đẹp luôn, phải bây giờ. Nếu các bạn thấy thích clip này, hãy cho mình một like, share, subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Hey, bữa, và cả bì, Hero nữa. Hả? Bữa nào làm cái thông thì dùm nhà nè. Rồi nếu và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thêm thông báo về clip của mới của mình nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn nè. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đó. Thì đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình những thứ. Ơi, đúng rồi. Để chỉnh lại. Ok. Hết mưa đi trời ơi. Trời ơi, hết mưa đi cho tôi hướng dẫn các bạn đi. Rồi bây giờ các bạn trước tiên lấy khối theo dõi nè. Đó, một khối theo dõi. Lời này. Đó, có đèn đuốc với là máy lắp đá đỏ nè. Với lại cần gạt đó. Rồi lấy cho mình một cục gỗ đó như đây thôi. Đầu tiên thì các bạn xuống đây mà phải lấy nữa, phải lấy tự mới đầu vô đào đất chứ. Có mình đào chi, trồng cây phải đào đất. Rồi đúng rồi, trước tiên mình cũng phải đào. Đúng đó, đúng rồi. Đó, đào xuống đặt cái đuốc ở đây nè, đó đỡ sáng cái đèn nữa nè. Các bạn chỉnh cho mấy cái này nó chạy gì là chút nữa đèn nó không sáng như vậy. Kiểu lần lượt là đó, các bạn chỉnh gì đó thì ra đơn giản như vậy thôi. Chỉnh cho nó dài thời gian để cho nó sáng xuống. Từ từ chứ đừng chiếu nhanh quá hư cũng đèn nữa hết. Chiếu nhanh quá máy bạn lắm rồi. Đặt cái cần gạt ở đây đó. Rồi đây qua đây mấy cái bậc thang á. Đặt cái khối theo dõi này các bạn làm theo mình nè. Đó, đặt cái này lên, đặt cái này lên, đặt cái khối lên, xen kẽ gì đó. Đó, đó. Thấy chưa, từ từ kìa, xén từ từ lên ha, lấy từ từ đó, lần lượt kìa. Đặt thêm cái nữa. Đó, cái này xây thiệt cao mới bị thiệt lớn luôn. Trời ơi, xây cao quá à. Rồi cái mình treo Hero lên ở trên. Treo Hero. Đó, các bạn đặt mấy cái này xung quanh nè. Phải chuối cái mũi này ra nó mới được nha. Đó, giống mình vậy nè. Rồi các bạn
hết sáng rồi. Bị hả? Cái gì? Tao thấy hết sáng rồi. Đâu, tại anh tắt á. Tắt để cho sợ nó đang làm cái nó giật lắc các bạn không xem được á. Con Bi sợ bị chụp điện. Sợ lại chụp điện đi á. Ở ngoài đời mà đang làm điện và làm cái chai gì là bị chụp điện. Ở ngay giờ bị chụp điện á. Đó, các bạn đặt cái chai như S12 đi lên nè. Đó, đặt cho mình vậy. Còn trên đây thì các bạn đặt một góc. Đó, ra cái thông rồi đó. Và cái thông này chưa có lá. Y chang như mình đang ngồi lấy dòng thay xây khung gì vậy. Đó, giờ bật lên thử đây. Đó, thêm thêm nó sáng không? Đều rồi, giờ chỉ việc trang trí là do mình thôi. Giờ chỉ việc trang trí thôi. Ok, trang trí nào thì thôi. Đây, đây, đây. Ờ, để lấy lá. Đó rồi. Ê, lá nào ta? Xây gì không? Xây... Hả? Mỏ neo. Trời ơi, xây mỏ neo. Có từ xây mỏ neo. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ghê quá à. Trời ơi. Đó. Giờ thì trang trí thôi. Giờ ra được cái thông rồi đó. Đó. Trang trí thôi. Đó. Bỏ quà vô. Nè bên đây để mình lấy trang trí. Ý mà cái ông dần sáng lên mấy món quà dưới sáng heo đẹp thiệt á. Ừ đúng rồi. Ừ Hiro thích mấy món quà màu đỏ đó. Từng lọc đứng chơi trên này luôn à. Trời ơi. Đây, bữa đó mình cởi từng lọc mình đi luôn. Đó các bạn thấy đẹp không? Rồi. Và nếu các bạn xem mà cái chỗ nào không hiểu á, các bạn hãy cứ tua đi tua lại cái clip của mình để xem cho làm được ha. Hướng dẫn nữa à. Ok. Và bây giờ thì chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ nha. Ok. Bây giờ anh xây không? Cây thông nhanh hơn nè. Có cách xây cây thông nhanh hơn nè. Đó. Cây thông của anh nhỏ xíu rồi. Không em mới là bờ. Đồ trang trí giả mà. Ok. Và bây giờ đến đây thì cũng đã kết thúc clip. Thì nếu các bạn thích clip mình, hãy cho mình một like, share, subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Và cả Hiro nữa. Các bạn xây thử cái Giáng sinh coi có đẹp không nha. Các bạn hãy cứ xây thử cái này đi. Nếu mà ai mà xây được đẹp, thật là đẹp thì hãy chụp hình lại để cho Poppy xem nếu và Hiro xem nữa nha. Ai mà xây cái này mà trang trí đẹp á thì cứ chụp hình và đăng lên cái group đại gia đình của mình nha. Đại gia đình virus của mình nha. Virus cấp biển á. Và bây giờ thì chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau nha. Tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn.